Dear Lord, we thank you that you have forgiven our sin. We thank you for being the author of all mercy and salvation. Help us to truly repent our sin. Help us to realize how sin hurt you. We want to please you, Lord, and we know that begin with having a right view of sin and a true understanding of your great mercy. In Jesus' name, amen. Please help us remember that we are your creation and nothing about us is an accident. We pray you because we are fearfully and wonderfully made. In Jesus' name, amen. Chúng con cảm tạ Ngài vì Ngài là tác giả của mọi sự thương xót và cứu rỗi. Xin giúp chúng con thật lòng ăn năn tội, giúp chúng con nhận ra tội lỗi làm tổn thương Ngài như thế nào. Lạy Chúa, chúng con muốn làm mà hài lòng Chúa, và chúng con biết điều đó bắt đầu bằng việc có cái nhìn đúng đắn về tội lỗi và hiểu biết thực sự về lòng thương xót bao la của Chúa. Nhân danh Chúa Giêsu, amen. Xin giúp chúng con nhớ rằng chúng con là sự sáng tạo của Ngài và không có điều gì về chúng con là ngẫu nhiên cả. Chúng con ngợi khen Chúa vì chúng con được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng trong tên Chúa Giêsu. Amen. Shine upon them. May their soul and the soul of the faith departed to the mercy of God, rest in peace. Amen. Lạy Chúa, sự yên nghỉ vĩnh cửu ban cho họ và để ánh sáng vĩnh viễn chiếu rọi họ. Xin cho linh hồn của họ và linh hồn của các tất cả tín hữu đã ra đi nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa được yên nghỉ trong bình an. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of the thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Kính mừng Maria đầy ân sủng, Chúa ở cùng bà.
Chúa đã ban phước cho nghệ thuật giữa các phụ nữ và phước hạnh là trái trong lòng mẹ. Chúa Giêsu, lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, xin cầu nguyện cho chúng con là những người tội lỗi ngay bây giờ và vào giờ chết của chúng con. Amen.